Thích vẻ đẹp thiên nhiên hoang dã thì rừng tràm Trà Sư sẽ là sự lựa chọn lý tưởng dành cho bạn. Rừng tràm Trà Sư được đánh giá là điểm tham quan thú vị và hấp dẫn nhất của mảnh đất An Giang. Du khách tới đây tham quan sẽ cảm thấy chốn ngợp trước rừng tràm mênh mông. Rừng tràm Trà Sư cách Châu Đốc khoảng 30 km, cách khu vực biên giới Việt Nam Campuchia chỉ khoảng 10 km. Được trồng theo quy mô hệ sinh thái điển hình vùng ngập nước phía tây sông Hậu. Xin chào các bạn, mời các bạn hãy đi theo chân mình đi tham quan khu du lịch rừng tràm Trà Sư nhé các bạn. Thành phố Bồ Câu thì có rất nhiều con bồ câu nha các bạn. Đây là những ngôi nhà cho những chú bồ câu ngủ. Khi chúng ta tham quan xong thành phố Bồ Câu rồi, chúng ta sẽ xuống bến đò Võ Lãi. Đây là bến đò Võ Lãi để chúng ta đi tham quan sâu vào rừng tràm đó các bạn. Rồi mời các bạn hãy cùng mình tham quan rừng tràm nha. Thank you.
bên thì đều là rừng tràm thì rất là mát mẻ nha các bạn. Sau khi chúng ta tham quan bằng vỏ lãi thì chúng ta sẽ bắt đầu được trải nghiệm chèo xuồng tham quan tiếp nha các bạn. Đây, chúng ta tới bến xuồng rồi các bạn ơi. Rồi bắt đầu chúng ta đi xuống xuồng thôi. Thank you.
khi mà chúng ta bê xuồng đó các bạn, các bạn sẽ thấy những con vật như con chích sen, con quất hoặc là con cò. Những con này là đều là thiên nhiên ở trong rừng tràm hết nha các bạn. Những cây tràm các bạn thấy có cái đen đen đó là cái tổ của những con chim, những con cò đó các bạn ơi. Khu du lịch rừng tràm Trà Sư cũng được rất là nhiều khách đến tham quan nha các bạn. Vì ở đây là có tràm và sen, khung cảnh rất là mát mẻ. Bây giờ chúng ta vô bờ thôi. Cảm ơn các bạn đã tham quan cùng mình nha.